Hello, chào cả nhà. Ok, vậy mà giờ mình lại tiếp tục chơi cái game game này nha. Game Destination nha. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục ở cái mức là 121 nha. Thì hiện tại thì mình đã giải được cái 12 cái 120 cái 120 gì tao quên mẹ rồi. Cái 100 120 rồi. Bây giờ mình sẽ tải cái 121 để mình sẽ chơi cái 121 dẫn cho mọi người chơi nha. Ok. Hồi chiều mình có chơi á mọi người. Hồi chiều mình có chơi cái này á. Nhưng mà mình chơi thành công nhưng mà bây giờ mình sao mình quên luôn. Ok. Giờ mình cũng không có nhớ nữa. Này qua đây nha. Cái này qua đây ha. Cái này đang ấn 121 phải không ta? 121 121 nè. Đó, thì cái này chắc qua đây nha. Cái này chắc chắn bên này. Cái này hả? Cái này chắc xuống đây nha. Không nha, cái này lên đây nè. Cái này lên đây nè. Xong rồi đâm qua đây. Đâm qua đây là bị sai nha. Cái này đâm qua đây. Thì cái này đâm qua đây. Đâm qua đây xong rồi. Đâm qua đây xong rồi cái chỗ lộn. Cái đâm bên đây. Đâm bên này, thế này đâm qua xuống đây. Bị sai nha. Cái này đâm qua đây. Đâm qua cái này đến đây. Đâm qua đây thì cái này đâm qua đây. Đâm qua đây thì cái này lên trên ha. Chắc không đâu. Đâm qua đây. Đâm này thì đâm lên. Đâm lên thì đâm qua đây. Đâm qua đây xuống đây. Xong rồi đâm đuổi xuống đây. Đuổi xuống đây. Đuổi xuống đây. Xong rồi. Không được nha. Thì sai á. Sai mọi người. Cái này là bên đây ha. Đâm lên đây. Đâm qua đây. Đâm qua đây cái này xuống đây. Xuống đây. Này qua đây. Chắc vậy quá. Không đúng nha. Này qua đây. Mở cái này. Đâm lên đây. Thử nha. Cổ này nó hơi sai chút xíu. Đâm qua đây. Hồi chiều mình chơi dễ lắm. Mình làm cái này nó xong liền hà. Tự nhiên giờ cái này tự nhiên lại mình chơi mình quên luôn.
xong nó xuyên vào đây, xuyên vào đây, xuyên vào đây, xuyên vào đây, xong xuyên vào đây, đây vào đây, đây vào đây, xong xuyên vào đây, xuống đây, xuống đây. Hình như á, mình nhớ con máy là anh này, xong xuyên lên đây, à, xuyên lên xong làm này, xong xuống đây, nhớ qua đây, dầm qua đây, dầm lên xong rồi, dầm lên đây, dầm lên đây, xong xuyên qua đây, xuyên qua đây, xuyên xuống đây. Dầm lên đây, đâm vào đây, đâm vào đây, vào đây. Sao ta nó vẫn không ổn á, như thế này mà. Nếu mình nhớ nhầm rồi, đâm vào đây xong rồi đâm ngược lại, đâm ngược lại, đâm xuống này, đâm ngược lại. Cái này là xuống đây. Ok thử nha. Ok, thành công. Đó, mình nói hồi chiều mình chơi, mình chơi thoát qua được trận mấy trận hay mà. Đó. Bởi vì mình nói được sai đâu, đúng không? Này xuống đây, này xuống đây, xuống đây thì này xuống, gỡ xuống đây, gỡ xuống đây, gỡ qua đây. Gỡ qua đây thì thằng này gỡ lên trên, gỡ lên trên thì thằng này gỡ, gỡ qua đây, gỡ qua đây thằng này đâm qua đây, đâm qua này, gớt xuống đây, gớt này, đâm qua đây, đâm qua này, đâm này, dọc qua đây. Rồi thử nha. À, nó còn bị thiếu một cái sao nữa, vẫn còn bị thiếu nha, thiếu hả? Cái màn nó hơi khó chút xíu nè. Nhầm xuống đây, hình như vậy nè. Thử xong rồi, đâm qua đây, đâm qua đây hả? Đâm lên trên, đâm vào đây, gỡ xuống đây, gỡ xuống đây, gỡ xuống đây. Thử nha. Gỡ xuống dưới, gỡ xuống đây, đâm vào đây. Ok, ok, mình làm lại ha. Mình làm sẽ làm ngược, thì muốn ăn này thì phải đi xuống dọng này, dọng này, dọng này, dọng này thì thằng này sẽ tới gớt lên trên, gớt lên trên thì thằng này thuê thằng này đâm đây, đâm đây thì đâm đây, đâm đây thì đâm đây, thì đâm đây thì chắc chắn phải gớt xuống dưới, chắc chắn sẽ xuyên qua đây, chỉ xuống đây, gớt dưới đây, gớt. Gớt dưới đây, gớt đây, gớt dưới đây, xuyên qua đây, xuyên qua đây thì làm sao để xuyên qua, thằng này xuyên qua đây, thằng này bị xuyên qua đây, thằng này đâm xuyên qua, thằng này đâm xuyên qua đây,
xu này, xin ngoài xu, xin ngoài này, xin ngoài này, xin ngoài này, xin ngoài này, xin ngoài này. Ok, chắc như thế này này, lại nha mọi người, thử nha. Ok, thành công. Đó, đã qua được cái trải 123 đó, 22 qua giờ 123. Thằng này chắc chắn đây rồi. Giờ mình sẽ làm ngược ha. Mà khi thằng này chắc chắn phải như thế này, thằng này chắc chắn phải như thế này. Này đâm lên này, đâm xuống đây, đâm qua đây. Thằng này ở đây, thằng này ở đây thì ở đây. Ok, thằng này đâm qua đây, đâm qua đây không ạ? Lên trên, đâm lên trên chạm vô hồng này, chạm nó này dội ngược lại, dội ngược lại. Dội ngược lại. Đây. Chạm cũng khó đó, cái má này hơi khó chút xíu á nha. Cái thằng này muốn ăn qua đây thì phải đâm bên này, nó xuyên qua đây, ngược qua đây, ngược qua đây, cái hơi chạm như này, chạm như này, chạm như thế, ông này phải chạm như đây, ông này chạm như đây, ông này phải chạm xuống dưới đây, ông này chạm như đây, ông này chạm như đây, ông này chạm như đây thì gỡ cái này, gỡ cái này, dòng này, dòng này ha. Cái này chắc chắn phải như này nè, hoặc là như này nè, để cho nó bật lên á, nó xuống dòng ở đây. Bắn xong dòng qua đây, dòng qua đây, dòng qua đây, dòng qua đây, xong nó dòng qua đây, dòng qua xong rồi nó dòng qua đây, dòng qua đất này, dòng qua đây, dòng qua đây, dòng qua đây. Ok, thành công rồi nè. Đó, mình hết rồi mà, 124 đó, thì mình đã qua được ải 123 đó. Thì mình hiện tại là mình đã qua được các ải là 123, 24, 25, 26, 27, 28, 28 rồi. Thì bây giờ mình tính 124 nha. 123 hay gì phải không ta? Còn lại nha. Đúng rồi, giờ 124 nha mọi người. Có chuyện chơi rồi á, chơi rồi như vậy mới nhớ mọi người, mới nhớ mình chơi lại á, mới nhớ mình chơi lại cho mọi người xem tội nghiệp em không. Đấy, cái cục này chắc chắn phải đây nè. Đó, dòng này nó ở đây, dòng này phải ở đây, dòng lên nhớ sẽ đâm qua đây, đâm qua đây, đâm lên đây. Nhắm nhắm nhầm hình như vậy nè,
Cụ này gắn này đâm xuống này, đâm này xuống, đâm vào đây, đâm vào đây xong rồi đâm lên trên, đâm lên trên xong rồi nhảy đây nó một ta là một hình nhân. Để gớm lên nè, đâm vào đây, đâm lại một chút chắc xuống đây, xuống đây, đâm vào đây thì chắc chắn phải à đúng rồi, phải như thế này nè, rồi đâm lên trên, đâm lên trên xong rồi chạm hôm này, chạm hay không dính hôm này, đâm một bài, đâm một bài xong rồi mới đâm thằng này, đâm thằng này xong rồi bị dội ngược lại, dội lại xong rồi dội lên trên, lên trên đâm nó, ok thành công rồi mọi người. Đó, một lần nữa, đó thành công 124. Rồi tới đường 125 rồi. Rồi hồi chiều tự nhiên mình chơi được các mọi người. Giờ mình thằng này chắc chắn phải đây nè, thằng này chắc chắn phải đây nè. Đó, thằng này chắc chắn đây, thằng này phải thế này thì thằng này cái cục này nó gớt, cái cục này chắc chắn nó phải gớt từ đây, đâm xuyên vào đây rồi xong rồi gớt xuống. Ủa, không phải qua đây chứ, qua đây xong rồi nó mới gớt xuống đây, nó sẽ nó mới bật ngược lại. Lại là bị tẹo rồi. Bực lại là bị tẹo rồi nha. Bực đâm vào đây xíu vào đây. Thử nha. Bị lỗi luôn. Ê chà, nếu mình xoay qua đây thì mình xuyên qua đây, mình xuyên qua đây thì phải đi lên, đi lên thằng này, đi lên mình tăng trúng này, tăng xuống này luôn thì phải sai đúng không? Nè, đưa thằng này xuyên qua đây, lên trên đâm trúng nọ này, đâm quay ngược lại, quay ngược lại sai rồi thì chắc chắn là phải quay chiều này á, thì ví dụ như trường hợp nó đâm trúng này nó quay ngược lại thì đâm ngược lên cái mặt ăn này, cái này đâm ngược xuống, xuống chỗ này nó dầm vào đây. Vẫn bị sai nha, hồi xưa là sai, chắc nó phải như thế này, là như thế này. Nhưng nếu nó ăn như thế này á, ví dụ cho hộp như thế này, ví dụ thế này, thì nó phải hàng lớn là chạm hay chạm ngược lên,
sai nữa, nên không thể được, nó bắt buộc nó phải lên trên đây, lên trên đây, lên trên đây hay dọn xuống đây, dọn đây này, dọn ở đây, rồi nhưng mà nó dọn qua đây, rồi nó dọn ăn qua đây, ăn phải dọn lên trên, lên trên xong rồi dọn qua đây, dọn qua đây, dọn qua đây, dọn qua đây, ok thành công rồi nha. Quá dễ luôn. Xong bước, xong phần 125 rồi nha. Đến 126 nè. Khó cái giỡn đâu. Khó đó. Thằng này chậm này thì chắc chắn ở đây rồi. Chắc chắn ở đây thì ông này ổng chậm này thì một là ổng lên trên đây. Ông lên trên này, ông lên trên thì ông chạm vô này, ông này ông chạm vào đây thì ông sẽ xuyên vào đây ông xong dòng vào đây, dòng vào đây thì ông dòng lên trên đây, lên trên thì phải xuyên vào đây, xuyên vào thì chạm vào này, xong rồi xuyên vào đây, bước xuống đây, bước xuống đây xong xuyên vào đây. Lớn đây thì chạm này phóng ta chắc dị quá thử nè bị lỗi chỗ này cái nha bị lỗi nhẹ chỗ này đã rồi nhẹ khúc cuối á mọi người đó xong ok đến 127 nha thằng này chắc chắn đây này thằng này thì chắc chắn bên trên bên trên thì chạm vô mày bên trên thì chạm xuyên qua mày không xuyên qua thì nữa dẫn đây dẫn thì chắc chắn có nghĩa này chắc chắn xuyên qua đây xuyên qua đây chạm xuyên qua đây xuyên qua đứng đây đứng đây rồi chạm mày chạm mày thì không phải chạm vô mày chạm vô mày thì chúng ta xuyên qua đây xong chạm vô đây chạm xuống đây chạm đây chạm xin qua đây, xin qua đây, đúng rồi xin qua đây, xin qua đây xin qua đây, xin qua đây mới dòng qua đây dòng này mới dòng qua được ok giờ bắt đầu nha đó, hãy chờ các bạn thấy không quá dễ luôn 28. Ủa mình qua được map 128 chưa ta? Đúng rồi, qua được rồi nè. Ok, giờ tiếp tục 128 nha mọi người. Chắc chắn phải xây hai chuồng này. Này thì chắc chắn ở đây nè. Ở đây
xiên vào đây xong rồi xiên. Ủa dụ nhé, nó xiên vào đây đi, xiên vào đây chặn vô này, chặn vô này ngược lại dính dặn này, gớt này gớt này chặn vô này xài dụ như chặn vô này đi, gớt này dăng vào đây, dăng vào đây chạm vô này, dăng ngược lại, dăng chạm vô này, chạm vô này là sai tiếp, chạm vô này, chạm vô này, dăng ngược lại sai, tiếp lại chạm vô này, dăng này chỉ là sai nha, chỉ có hai hướng này là mới chắc đúng rồi. Cái này chúng mình phải gớt này, gớt này mình chạm vô này, chạm vô này, chạm vô này, chạm lên trên xuống dưới thôi, chạm này đi, chạm này xong rồi chạm vào đây, chạm vào đây, xong rồi dí ngược lại, dí ngược lại xong rồi chạm lên trên. Trên trên thì đâu có được, cứ chạm vô đây thôi, dòng vào đây, dòng vào đây, dòng vào đây, dòng vào đây, dòng vào cái này. Sai thử nha, nó bị sai cho một chút xíu nè. Cái này gớt này dòng, cái này gớt này, gớt này dòng này thì dòng bên trên chứ, dòng bên trên, bên trên không ạ. Nhìn vô này, nhìn vô này xong rồi xuyên vào đây, xuyên vào đây thì đường này phải lên trên này, thông dòng vào đây thì ông này phải gớt đây, gớt xuống đây xong rồi dòng lên trên này, cái này thì cũng như dòng này không có thể được, không có sao để xin này giống như thật thôi chứ không có thể là như này được, nó đâm vào đây thì đâu còn quay ngược lại đâu, màu trắng không, cái này phải chắc chắn phải như này, như thế này. Gớt xuống này, gớt xuống này, gớt không được nha, gớt xuống này, hẹo lại lên này, gớt xuống này, xuống này, thử nha. Trời ơi, cuối cùng thành công rồi. He 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 he. Đó, giờ cái màn này màn khó nhất, màn 129 nè.
129 triệu giờ mình làm không được đó mọi người. Mình không biết sao để cho cái viên đó nó vô trong được cái ô này, tại nó nhiều cái bước mà nó hơi bị khó. Mình đợi tìm tiếng để mình cài đặt cái này cái camera. Mình cảm ơn mình đó. Vậy sao ta? Sao ta? Để cho cái này nó hơi ra đây một chút đi. Cái này qua đây hả? Cái này hôm nay thì cái này chạm đây, cái này chạm qua đây thì thằng này xuyên qua đây, thằng này xuyên qua đây thì thằng này xuyên đây, thằng này xuyên lên trên, thằng này xuyên lên trên thì thằng này xuyên qua đây, thằng này xuyên qua đây thì thằng này xuyên qua đây, thằng này xuyên qua đây thì thằng này xuyên qua đây, xuyên qua đây thì nó sẽ bị tèo, bị sai nha. Có xuyên xuống dưới, xuyên dưới thì mình xuyên qua đây, mình xuyên qua đây, xuyên qua đây, chạm qua đây, rồi lên đây trên cũng được. Lên trên thì thằng này sẽ xuyên qua đây, xuyên qua đây rồi bị xuyên qua đây, là sai nha, dẫn bị sai. Ok, vẫn đúng mà. Thì thằng này xuyên qua đây, thằng này xuyên qua đây, thằng này xuyên xuống đây, xuyên xuống đây thì chạy vô cái này. Chi tiết quá mọi người. Ok, thành công nha, thành công 129 nha mọi người, rồi 130 nha mọi người. Khó quá thì em suy nghĩ sớm thôi. Cái này dùng qua đây nè, cái này dùng đến đây, dùng đến đây, dùng đến đây, dùng đây ha. Vậy không được. Cái này không được. Cái này xuyên qua đây, xuyên lên trên, xuyên lên trên, xuyên qua đây, xuyên qua đây, xuyên lên đây, xuyên lên đây, lên trên, lên trên, lên trên thì dòng qua đây, dòng qua đây, dòng qua đây thì dòng qua đây, dòng qua đây xong rồi dòng lên trên, lên trên hả? Lên trên không được nha. Lên trên vậy là sẽ không được. Lên trên, lên trên. Ok, lại nha. Ủa, bị lỗi chỗ này chút xíu nha cả nhà. Em bị lỗi chút xíu cả nhà.
để xuyên lên đây, xuyên lên trên, xuyên lên trên thì tìm gãy xuống đây, gãy xuống đây hả? Đâm xuống đây, đâm xuống đây xong rồi lại dòng lên trên, không dòng ở đây không được nha. Hơi bị lỗi chỗ này nha mọi người, có nhiều bước quá mình không nhớ nổi. Lại nha, rớt qua lầm qua đây, xuống lên xuyên qua đây đi, xuyên qua đây đi, lại nha. Xong rồi mình gấm đây, xong nhậm bên trên, nhậm bên trên xong rồi, xong rồi cũng không được nha. Chắc chắn bị sai đấy, có giỡn đâu. Mình dọn vào đây, mình dọn vào đây, mình dọn vào đây. Mình dọn vào đây, dọn vào đây, xong rồi xuyên vào đây. Xuyên rớt xuống đây, rớt xuống đây xong rồi dọn lên trên đây, dọn lên trên đây, trên đăng lên đây. Thử nha, làm lại nha. Mình tính sao mà nó sai hết trơn ta. Ok, bữa nay nó hơi khó rồi. Thì chào tạm biệt mọi người nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye.